Xin chào các anh em hội cờ quạt cà phê nhân phẩm. Một tuần mới lại đến và mình xin chúc các anh chị em tràn đầy sức khỏe để đạt hiệu quả trong học tập và làm việc. Series hướng dẫn các đội hình mùa 6 lại tiếp tục đến với anh em rồi đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một quân cờ từng là huyền thoại ở mùa 2 với tất cả kỹ năng của cô đã được đưa vào đấu chơi chân lý. Anh em đoán được là ai chưa nào? Đó chính là con cưng của Riot, Lux. Với sức mạnh bá đạo từ giai đoạn BB đến phiên bản chính thức, mặc dù bị nerf rất nhiều nhưng vẫn giữ vị thế tier S cho đến hiện tại, luôn giữ vị trí ổn định trong top 4 và leo rank cực hiệu quả. Chào mấy anh em đến với hướng dẫn Protect Lux, hay còn được gọi là Học viện Pháp sư với Lux làm carry. Cùng đi vào nội dung chính thôi nào. Wow! Xe Yamaha Sirius Fi 2021 hoàn toàn mới. Thiết kế mới hiện đại. Động cơ siêu mạnh mẽ. Siêu tiết kiệm nhiên liệu. Mua xe mới, hãy mua xe Sirius Fi 2021 hoàn toàn mới. Về nâng cấp Hextech, như đã giới thiệu trong video Pháp sư, Thuật sư, nếu xuất hiện khiên cổ ngữ thì nên lấy ngay, giúp các quân Pháp sư trở nên trâu bò hơn và tung được nhiều kỹ năng hơn. Ngoài ra, nếu có linh hồn Pháp sư thì đây cũng là lựa chọn cực kỳ ngon, giúp chúng ta đạt mốc 8 Pháp sư, gia tăng sức mạnh tối đa của chúng. Linh hồn học giả và học viện cũng không tồi, giúp Lux tăng khả năng dùng chiêu nhanh hơn hoặc gia tăng AP về cuối trận. Ngoài những nâng cấp trên thì anh em có thể lấy chiến lợi phẩm, giúp các pháp sư có khả năng hồi phục trong giao tranh. Đặc biệt là Lux, cô ta sẽ hồi máu liên tục khi hạ gục được nhiều mục tiêu liên tiếp. Cuối cùng không thể thiếu là gia cố hàng thủ, giúp tăng phòng thủ tuyến trên. Trái tim pháp sư cũng là lựa chọn hợp lý về cuối trận, ta có thể bỏ bớt một quân yếu máu như TF hay là Swain. Thế chính xác đội hình này có gì? Anh em cần tìm 8 quân cờ gồm 6 pháp sư là Lux, Ziggs, Swain, Vex, Mazaha, Victor, rồi kẹp thêm 2 học giả là Janna và Yumi giúp cả đội dùng chiêu nhanh hơn. Theo đó chúng ta sẽ có 6 pháp sư, 2 học viện, 2 học giả, 2 tái chế. Hoặc anh em có thể thay 2 học giả bằng 2 vệ sĩ là Blitzcrank, Leona để gia tăng chống chịu. Vậy đâu là những quân cờ anh em cần lưu tâm? Chắc chắn đó là Lux và Vex rồi, bởi đây chính là 2 quân cờ đại diện cho khả năng gây sát thương cũng như chống chịu. Đầu tiên là Lux, để tiểu thư ánh sáng được tung chiêu nhiều nhất. Chắc chắn anh em cần một món cấu thành từ nước mắt, mà ổn áp hơn cả sẽ là bùa xanh. Tuy nhiên trong một ngày đồ hơi xấu một tí thì các trang bị như thương Sojin cũng có thể chấp nhận. Với khả năng tăng mana cực mạnh đến từ học giả và đến từ kỹ năng, Lux thậm chí có thể không cần dùng các món mana ở trên, mà chúng ta có thể lắp tất cả trang bị sát thương cho cô ta như găng bảo thạch, vô cực kiếm, diệt khổng lồ để có sát thương mạnh nhất. Ở diễn biến khác, nếu ra đồ xấu, chúng ta có thể thay bằng mũ phù thủy, kiếm súng, quyền trượng thiên thần, bàn tay công lý. Chuyển lên hàng trên nào. Lux sẽ không thể sống khỏe nếu Vex nằm xuống quá nhanh, vậy nên việc cho vào Vex các món chống chịu là rất cần thiết. Nó sẽ là tốt nhất bởi nó không chỉ giúp Vex trâu hơn mà còn làm giảm kháng phép các mục tiêu xung quanh, tạo tiền đề để Lux gây sát thương qua những lần tung chiêu. Ngoài ra anh em có thể bổ sung các món chống chịu như thú tượng thạch giáp, giáp máu, quyền năng khổng lồ. Đặc biệt không thể thiếu một cái khăn giải thuật cho Vex để cô ta phòng thủ một cách tối đa ở tuyến trên, không bị đe dọa đến từ những phong kiếm Galio. Ok, giờ đến phần xếp cờ. Khá là đơn giản khi Vex và Leona chúng ta sẽ để lên hàng trên cùng để chống chịu. Tuy nhiên lưu ý một chút về Vex, bởi đây là quân cờ được đắp đồ nên sẽ dễ bị lốc hay dính máy chiếu của đối thủ. Anh em cần thay đổi liên tục sao cho hợp lý nhé. Yumi ở bên dưới Vex để cô ta tăng thêm một lượng chống chịu đáng kể. Lux thì để ở góc để cú tung chiêu theo đường chéo trúng nhiều đơn vị nhất. Ở dưới thì anh em xếp Janna bảo kê cho Lux được chơi game. Các quân còn lại xếp như trên video. Giờ là lúc tìm hiểu cách thi triển bộ cờ này sao cho hợp lý đây. Ở đầu trận, chúng ta nên chuẩn bị cho Lux các món như gậy quá khổ, găng đấu tập hoặc kiếm BF, giúp cô ta có các trang bị chuẩn về cuối trận. Anh em có nhiều lựa chọn để thiết lập bộ cờ đép khá ổn đầu trận, như nhà phát minh, tái chế, khóa kỹ, đấu sĩ. Đặc biệt, có thể kiếm Vex và hack tiền bằng 3 Yordle với Ziggs, Lulu, Poppy, Blitzcrank và Twisted Fate. Từ đấy anh em hoàn toàn có tiền để kiếm chuỗi thắng, up chest 6 bỏ thêm Leona vào, thay Poppy bằng Vex, bắt đầu hack kinh nghiệm để lên chest 8 nhanh nhất có thể. Thời điểm khả dĩ để tìm kiếm Lux và Victor. Trong giai đoạn này thì anh em cũng nên lấy luôn Braum, bởi không dễ gì có được Victor và Yumi sớm, nên ta cần đảm bảo có đủ chống chịu ở tuyến trên. Tuy nhiên cũng đừng quá kỳ vọng vào Lux. Trong một ngày mà không roll ra được con Lux nào mà lại ra nhiều Yone, Fiora, Jhin các kiểu, thì anh em vẫn có thể nhanh chóng đổi sang mà chơi nếu nó ra sớm.
lên 9 để chúng ta dễ dàng kiếm được Victor, Yumi 2 sao. Ưu điểm: đầu game rất dễ thở, tích tiền thuận lợi. Rất mạnh về cuối game, dễ dàng có vị trí trong top 4. Nhược điểm: rất khó giữ máu ở cuối game nếu chống chịu không đủ trâu. Roll không ra Lux thì khả năng out top khá cao. Vừa rồi là tất cả những chia sẻ, hướng dẫn của mình về bộ cờ Protect Lux để anh em có thêm giáo án đổi gió vào những ngày cuối cùng của phiên bản 11.22. Hy vọng anh em sẽ thích và leo rank thành công. Chúc anh em gặp nhiều may mắn. Đừng quên để lại ý kiến cá nhân dưới phần bình luận và like, share cũng như subscribe cho cà phê nhân phẩm để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về đấu trường chân lý 16 nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.